thưa quý vị, có thể nói vấn đề về sinh lý ở nam giới là một vấn đề tế nhị và khó nói. Tuy nhiên nó lại được các đấng mày râu vô cùng quan tâm. Và chương trình hội thảo ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm được một giải pháp an toàn và hiệu quả để chúng ta cải thiện chức năng sinh lý ở nam giới, giữ gìn được hạnh phúc của gia đình và đặc biệt là cải thiện cả vấn đề và khả năng sinh sản ở nam giới nữa. Theo như những gì mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Bình phân tích là cứ sau 30 tuổi thì đã bắt đầu có sự suy giảm về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh lý nữa. Vậy thì với một cái con người rất là phong độ như anh thì anh có thể chia sẻ với cái công việc cũng rất là áp lực thì làm thế nào, có những bí quyết nào để anh có thể giữ được cái sức khỏe của mình không ạ? À, xin cảm ơn à, MC à, xin chào quý vị khán giả à, và À, phải nói là chú Bình nói rất là đúng đấy Là sau 30 tuổi đã suy giảm Và Tú đã suy giảm rồi đúng không ạ 30 rồi, ngoài 30 rồi suy giảm chắc rồi à, Cái quan trọng hơn nữa Là Tuấn Tú cũng Là một cái người mà đi rất là nhiều À Vừa đi dẫn chương trình này rồi đi đóng phim này Thì cái việc mà chúng ta di chuyển này Tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau Nói thật là chú Bình nói đúng ý, Là bây giờ ô nhiễm môi trường rồi các thứ là ảnh hưởng trực tiếp vào rồi Bây giờ mà Tuấn Tú xét nghiệm ra thì chắc ở trong của Tú là toàn là kịch bản thôi Và đi suốt thôi Cho nên là thực ra là nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý Luôn luôn nó bị căng thẳng Nói thế thì các bạn không khó hiểu Nhưng mà khi mà vào bộ phim ấy đóng phim chẳng hạn thì những cái cảnh căng thẳng ấy nó cũng gây căng thẳng cho chính người diễn viên. Đấy như anh Thảo có đóng phim thì biết rồi, chúng ta đánh nhau này, rồi cãi nhau này thì cũng như chúng ta đánh nhau cãi nhau ở ngoài đời thôi. Đấy, chính vì điều đấy nó sẽ gây căng thẳng cho chúng tôi rất nhiều. Và cái tinh thần của người diễn viên rất là quan trọng khi mà mà chúng ta vào những cái bộ phim, vào các cái vai khác nhau. Vì thế mà Tú nghĩ là Tú đã có thời gian bị căng thẳng và bị cũng bị stress theo phim đấy. Có nghĩa là là chúng tôi không thoát được vai ra những cái lúc đó rất là căng và bản thân mình cũng thấy là khi mà đóng phim về thì cái đầu óc của mình này đặc biệt là những sau những cái cảnh mà nó căng thẳng ấy thì về cũng không muốn làm cái gì cả bởi vì bản thân mình cũng thấy là là mình bị nó bị căng thẳng theo cái bộ phim đó. và đương nhiên những ngày đấy về thì nhìn thấy vợ chán lắm, nó thật không phải chán nó không phải, mà mà có nghĩa là là cũng không làm gì được ý. thực ra là lúc ấy là về chỉ có ngủ thôi đấy quý vị đã có anh nào ở đây có bị cảm giác giống tú không ạ tôi nói thật là đi các cái event kiểu như thế này hội thảo này hỏi anh nào giơ tay lên có yếu không thì chả ông nào giơ tay cả nhưng mà về nhà chỉ có vợ cầm tay bắt giơ lên thì phải chịu thôi đúng không ạ chứ còn chả có anh nào dám nhận mình yếu đâu nhưng cái đấy tôi nghĩ là thế này bây giờ với cái thời buổi nó hiện đại như thế này rồi thì chúng ta cũng nên cởi mở hơn trong cái vấn đề này à, tú thì không có gì phải giấu giếm cả bản thân mình cảm thấy khi nào cơ thể mình tốt cơ thể của mình khỏe mạnh thì mình thì mình không phải dùng, nhưng khi mà mình cảm thấy cơ thể mình có vấn đề thì mình sẽ phải xử lý. Và Tú đã từng sử dụng cái sản phẩm Minh Men này rồi thì thấy rất là tuyệt vời. Nói thật là nếu bây giờ mà anh giám đốc Minh Men này, này mà anh ấy cho lọ nữa có khi không dám dùng bởi vì dạo này về nhà là vợ phải chạy rồi. Nhìn thấy Tú là bây giờ ngại lắm. Đấy ngày xưa là vợ thì thực ra là cũng hơi thất vọng một chút cũng có những lúc thất vọng đấy nhưng bây giờ thì thực ra là vợ bảo như anh dừng lại đi không không thể được nữa rồi Bởi vì nó quá sức chịu đựng rồi. <laughs> phải nói là bây giờ là khi mà mình sử dụng và cái quan trọng nhất là tú thấy cái cơ thể mình nó thay đổi ở cái mức độ là gì là nó rất từ từ nó không bị quá nhanh và cái thuốc tây là tú rất sợ vì không dám sử dụng bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến có những cái phản ứng phụ nhưng cái với những cái thuốc mà được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như thế này và đặc biệt là tú rất thích cái cao mật nhân của ấn độ ấy, rất là tốt và nó cũng tác dụng rất là nhanh khi mà có một cái công nghệ mới đó là công nghệ nanodic ấy. nó đến vào đúng cái tế bào mà chúng ta cần ấy. thì đó là một cái điều mà rất là tuyệt vời ở sản phẩm minh men này và tôi thấy sức khỏe của tôi bây giờ ngủ tốt hơn này ăn tốt hơn này đầu óc minh mẫn hơn này sảng khoái hơn và tất nhiên rồi thì cái sức khỏe sinh lý của mình nó sẽ đồng thời sẽ tốt hơn Đấy, rất đó là những cái điều chia mà tu, của... Tuấn Tú tu đã, đã trải nghiệm vâng ạ. À, Rất cảm ơn những chia sẻ của MC Tuấn Tú Và Hoàng Phương nghĩ là cái sản phẩm này với trải nghiệm của anh Là anh cảm thấy là sức khỏe của anh cũng được cải thiện Chứ không chỉ là sức khỏe sinh lý đâu đúng không ạ Vậy thì dưới góc độ của chuyên gia Thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Bình Có những đánh giá như thế nào về sản phẩm Minh Men này ạ Vâng, à, qua anh Tú nói thì chúng tôi công nhận hiện nay là Chúng ta cũng cởi mở ra Và chúng ta cũng nên thú nhận Chúng ta yếu chúng ta thú nhận và chúng ta khỏe thì chúng ta cũng thông báo cho các chuyên gia biết cũng như bác sĩ biết để còn có cách tư vấn cho nó hợp lý. Thế về cái sản phẩm mà anh anh tú vừa nói là rất ca ngợi cái minh minh men này thì chúng tôi cũng thấy thứ nhất cái minh men chúng tôi rất hoan nghênh là trông từ ngoài vỏ cho đến trong lọ Và tôi xem kỹ trong các cái viên Đây là viên hoàn cứng của y học cổ truyền Vì nó khác với cái viên hoàn mềm Mềm mà chúng ta có thể nhai được Đây là viên hoàn cứng của y học cổ truyền Thường bào chế theo dạng này Là rất mang tính y học cổ truyền Cho nên là trong minh mang này Đã bào chế theo đúng cái, cái dạng hoàn cứng Viên hoàn cứng này Và rất giống với các cái thuốc y học cổ truyền khác cho nên là rất đặc thù nhưng lại rất hiện đại là dùng công nghệ nano đích thì chúng tôi rất hoan nghênh cái sản phẩm này thứ nhất là kết hợp rất nhiều cái thảo dược bổ thận dương mà y học cổ truyền chúng tôi thường sử dụng trong cái đơn thuốc bổ thận dương để chữa yếu sinh lý hoặc là tăng cường sức khỏe cho nam giới thì chúng tôi thường xuyên dùng ví dụ như là dâm dương hoắc không bao giờ thiếu bổ thận dương anh nào từ ngâm rượu cho đến thuốc sắc uống là chúng tôi đều kê là có dâm dương hoắc thứ hai là bạch tần lê bạch tần lê là những thuốc bổ thận tráng dương cũng rất tốt dâm dương hoắc cũng vậy cũng bổ thận tráng dương chúng tôi là nhóm thuốc bổ dương cùng với một số cái thuốc khác như là đỗ trọng ba kích là rất hay kê trong thuốc sắc cũng như thuốc uống thế thì ở trong cái minh men này là có cái cao của bạch tần lê và cao của dâm dương hoắc là chúng tôi rất hoan nghênh, Đấy. hoàn toàn là thuốc bổ dương mà bổ thận tráng dương, có thể là tăng cường cái cái cái, cái, cái um, sản xuất cái hormone testosterone rất tốt của y học cổ truyền Việt Nam. Thế và thứ hai nữa là sử dụng cái cao mật nhân của Ấn Độ. Thế thì cao mật nhân thì chính nó có tên là nhiều tên lắm, cây bá bệnh, nó có tên là cây bá bệnh cây bách bệnh cũng được có nơi gọi là bách bệnh chứ là có thể chữa trăm trăm bệnh thế rồi bá bệnh đấy rồi thậm chí uh, đi malaysia rồi các nước á, nó còn gọi là tông cát ali tông cát ali bổ thận dương nó quảng cáo đấy đấy nếu đi mã lai đi Indo, là nó bán thuốc bổ thận dương cho các cái khách du lịch chính là cây cây mật nhân này chính là cây mật nhân mà việt nam chúng ta đây là chúng ta chiết xuất từ cái cao mật nhân Ấn Độ nhưng mà thực tế chúng ta ở Việt Nam rất nhiều. Ở Việt Nam các anh chị cứ đi lên Sơn La mà xem. Đấy, dọc đường trên Sơn La trước chúng tôi hay đi chỉ đạo tuyến các bệnh viện y học cổ truyền của Sơn La Điện Biên đấy là dọc đường là người ta bán rễ mật nhân rất nhiều. Đấy, có thể là để nguyên rễ khô hoặc là có thể chặt ra để về ngâm rượu ấy. Đấy thì mật nhân có tác dụng trong y học cổ truyền là thanh can, mát gan giải độc rất tốt trong chữa các bệnh về gan mật, chữa các bệnh về dị ứng, rồi ngoài ra chữa các bệnh về tiêu hóa như là kiết lị, rồi viêm đại tràng hậu lị là rất tốt. Nó tương đối đắng, đấy nó có màu vàng và tương đối đắng, giống như mật, đấy cho nên nó gọi là mật nhân. Thế và hai nữa là nó có tác dụng là chống oxy hóa rất tốt cho nên có thể là phòng ngừa một số hỗ trợ u biếu trong u biếu. Thế thì ở trong cái minh minh men này lại sử dụng cái cao mật nhân của Ấn Độ chúng tôi rất hoan nghênh và đã kết hợp với cả kẽm trong thành phần có cả kẽm kẽm thì và các cái arginine aginin nữa aginin trong thành phần của viên này có kết hợp những cái rất cần cho hoạt động tình dục cũng như là kích thích sản xuất testosterone rất tốt vâng, ạ. vâng và trong kẽm thì chúng ta biết rồi ngoài cái mình nhân mình nhân này thì chúng ta còn có trong cái hầu ăn hầu hầu sống rồi cá hồi là rất nhiều kẽm để bổ dương bổ thận dương và nó giúp cho cái sản xuất tinh trùng kẽm là trực tiếp là kích thích cái sản xuất tinh trùng rất tốt cho chất lượng tinh dịch đấy cho nên là trong này chúng tôi rất hoan nghênh cái sản phẩm Minh Men đã có cả thành phần một ít kém nữa, một ít arginine nữa kết hợp với cao mật nhân và chúng tôi đánh giá cao cái cao mật nhân Ấn Độ đã có trong cái Minh Men đã làm cho cái hiệu quả các hoạt chất cả cao bạch tật lê và dâm dương hoắc sẽ phát huy tác dụng tốt hơn là chúng ta chỉ dùng dâm dương hoắc hoặc là bạch tật lê có cao mật nhân nữa thì nó sẽ kích thích cái chức năng tăng testosterone cho nam giới rất tốt Vậy. và tăng cái sự ham muốn, chống oxy hóa, chống lão hóa cũng như là uh, kích thích cái đời sống tình dục chất lượng hơn thì chúng tôi rất hoan nghênh cái này. Và hai nữa là lại đặc biệt được chế theo công nghệ nano hướng đích. Chúng tôi gọi là nano hướng đích, tức là hướng tới cái tế bào đích, tế bào mà chúng ta định hướng tới. Ở đây là tế bào tốt nhất là tế bào lenic của tinh hoàn là chính là tế bào mà sản xuất ra uh, Testosterone từ tinh hoàn thế cho nên là đây là sử dụng công nghệ nano công nghệ nano là gì thì các vị, các vị biết rồi nano tức là đo kích thước đấy kích thước nanomet ấy Na, một nanomet bằng một phần tỷ mét cho nên là ở đây chúng tôi rất hoan nghênh công nghệ nano mà kết hợp với nhật bản nữa tức là đã chia 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 phân chia các cái thành phần hoạt chất trong các cái cao mật nhân, cao dâm dương hoác và cao bạch tật lê này chia nhỏ ra kích thước nanomet để cho kích thước nanomet này nó sẽ thấm sâu và rất nhanh tế bào và thấm nhanh thấm sâu và đi được vào do kích thước siêu nhỏ cho nên nó vào được tế bào đích của chúng ta rất nhanh và có thể tăng hiệu quả uh, hấp thu lên trên 300 lần. Bình thường vậy nếu à? chúng ta bảo chế không có công nghệ nano hướng đích này thì nó chỉ uh, hấp thu bình thường và hấp thu chậm hơn. Vâng, và như vậy là cái sản phẩm này nó có những ưu điểm rất là vượt trội. Ưu điểm như rất vậy. là vượt trội và hai nữa lại được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn GMP mà được Bộ Y tế uh, đã được uh, uh, công nhận chất lượng và được lưu hành toàn quốc và có thể xuất khẩu. Vâng thì chúng tôi ạ. rất hoan nghênh cái chế phẩm Minh Men này. Xin trân trọng cảm ơn. Qua cái phân tích về mặt chuyên môn của các chuyên gia thì càng củng cố cho thêm cái niềm tin mà tôi đang là người sử dụng cái sản phẩm Minh Men này. Để như anh Tuấn Thu cũng đã trao đổi trong hội trường ngày hôm nay là đặc thù nghề của chúng tôi là nó 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 có một cái đặc thù là cực kỳ áp lực chúng tôi luôn luôn thể hiện rất nhiều vai diễn nhiều cuộc đời nhiều cuộc sống trong 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 cái đời sống cho ở các vai diễn của các bộ phim thế và, và thời gian vừa qua cũng báo cáo là tham gia hai cái dự án phim lớn dài tập thì việc di chuyển cứ từ Hà Nội rồi uh, Vĩnh Yên rồi Lạng Sơn mù Cam Trải Yên Bái rồi uh, Quảng Ninh Ban Ma Thuột Sài Gòn là cứ liên tục như thế thế và thời gian gần đây thì tôi cảm giác thấy cái, cái sức khỏe của mình là giảm xuống rõ rệt. Thế và rất may thì cũng báo cáo là uh, vợ thì tìm mua được cái sản phẩm Minh uh, men này. Đấy. Và lại khi mua là được uh, cái sự tư vấn rất chu đáo của đại diện uh, nhãn hàng Minh men. nên tôi càng yên tâm để sử dụng. Và qua cái phân tích của các chuyên gia cũng như là tìm hiểu trên uh, tất cả những cái thông tin của sản phẩm thì được biết là sản phẩm minh men được chiết xuất rất nhiều loại từ rất nhiều loại thảo dược, trong đó có một cái uh, cao mật nhân rất quý của của Ấn Độ. Tức là nhiều sản phẩm uh, uh, dược là của quốc tế quý hiếm thì có cao mật nhân của Ấn Độ. Và lại được uh, chiết xuất trên một cái uh, công nghệ hiện đại là nanodic như là các chuyên gia đã phân tích và tôi cũng được hiểu và nghe là rất thấm vào cái là cái công nghệ này nó chiết xuất được những cái dược liệu ở cái thể nhỏ nhất và nó hướng đích tới cái các cái, cái, cái tế bào bị tổn thương. Thế và qua cái sử dụng thời gian sử dụng nó rất ngắn thôi, khoảng 2 tháng thì tôi đã cảm nhận ngay được sức khỏe của mình được cải thiện. Đấy. Thế và và cái ngoài chăm lo sức khỏe thì cái cái, cái 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 chăm lo sức khỏe và mặt sinh lý là hết sức quan trọng. Với đây là một cái yếu tố quan trọng để gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nên tôi cũng rất chú trọng và hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng cái sản phẩm viên uống minh men này. Và một điều nữa là cái ngoài cái dược liệu, cái công nghệ chiết xuất hiện đại thì cái sản phẩm minh men đã được một cái thị trường khó tính và kiểm duyệt nghiêm ngặt ở quốc tế. Các cái chuyên gia ghi nhận và được Bộ Y tế công nhận là sản phẩm bà cho ra thị trường thì cái đấy càng củng cố niềm tin cho tất cả những người mà chúng ta đang cần phải dùng cái sản phẩm này. Và tôi hy vọng là cái sản phẩm Minh Men này nó sẽ xứng đáng là cái sự lựa chọn sáng suốt của tất cả đứng mày dâu. Xin cảm ơn tất cả. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.